Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Solsi Vlog Nông nghiệp đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình cũng quay lại cái hoàn cảnh này cho mọi người xem. Thì mình đào hố để trong chăn dơi nhá. Đấy, đào cho cô Quý thì cô Quý bảo là đào cho nó thì mình cũng vào đào thôi. Thì khu bên này thì mình cũng phải đào rồi nhá. Đấy, còn khu bên này mình chưa đào này. Đấy. Khu bên này mình chưa đào. Đây, mình đào nửa tí mình đào hố này nhá. Đây. Còn mình thì mình đào xung quanh giống như đào ép xanh cà phê thôi. Đào xung quanh nó tròn tròn thì mình làm thành hố thôi. Đấy. Mình cũng quay lại video này cho mọi người xem chút. Thì mình cũng đào hố cho mọi người xem nhé. Đây. Mọi người đủ cun hết cuốc của mình luôn. Để mình tính làm sao. Nha mọi người. Đây mình quay gần cho mọi người xem. Đây. Thành quả của mình làm được một hố đã xong xuôi rồi. Tít trên kia luôn. Tại vì chủ nhà nó yêu cầu bảo đào sâu thì mình cũng phải đào sâu thôi. Đây thì mình cũng làm cho sâu cho nó để sau này nó đổ phân bò với là phân chuồng thì chôn đều lại nhá mọi người. Đấy, khu bên này cũng được. Bên này thì mình cũng đào xong xuôi rồi. Còn một khu bên kia nó chưa đào. Thì đây. Đây cũng trồng sầu riêng năm ngoái. Thì năm ngoái mình cũng vào đào cho nó cái hố sầu riêng thì đã trồng, đã lên được tầm đây. Thì vừa mới phun thuốc nhá. Nhìn lá nó trắng trắng thì phun thuốc này. Thuốc nấm nhá. Chủ nhà nó báo thì đào khu bên này thì bên này thì mình đào 150 rồi nhá, còn khu bên này thì mình chưa đào này. Đấy, khu bên này thì mình chưa bây giờ đào. Kia khu đây thì nếu mà trong chăn dây thì 300 cây nhá. 300 cây hoặc tầm 3 thùng. 3 thùng chân dây thì trồng. Bên này thì khoảng tầm còn một ngày hoặc là 2 ngày nó mới xong được đào. Tại vì đất này đất xói quá nhưng mà đào nó cưng. Trước thì người ta trồng rồi nhưng mà nó bệnh rồi. Đấy, mấy cái cây này thì chân dây thì nó trồng lâu rồi. Bệnh rồi. Khu bên này thì toán sầu riêng á, đấy sầu riêng. Chăn dơi trong sen với mới sầu riêng. Đấy.
sầu riêng. Sầu riêng mình quay cân cho mọi người xem. Sầu riêng này trong được năm ngoái thì hố thì bây giờ cạn thôi. Đợt này hớp đất xoáy thì hớp trong mấy cây ăn quả nhá. Đất này đúng đúng bài luôn. Làm cạn cạn như này là được. Thôi mình cũng đi đào cho cô quý có một khổ này. Đào lại mấy cái hố nó cũng có chân chơi năm ngoái người ta chưa trồng thì mình cũng đào lại. Đào lại sau này thì trồng lại chân chơi khác nữa. Đây, mình để camera đây. Làm lại cho mọi người xem cho nó đấy, tại vì lúc nãy vươn cái cây kia. Mình đào hố thì đào đơn giản thôi, đào xung quanh là mình giữa thì mình đào lại thành sốt của nó. Sau này thì để có phân. Xong nha mọi người. Đây. Còn mình làm được ngày nay. Khu bên này thì do tại vì đá quá nhưng mà đào nó lâu. Nếu mà không đá thì nó mềm thì 300 cây khoảng tầm 2 ngày thôi. Cái này thì nó mềm quá. Đào thì hố nó bắn hố tiêu luôn. Tại vì chủ nhà nó bảo đào sâu với là đào to, rộng 1 mét, sâu thì 20. Nếu mà đào sâu như này thì mình sợ nhất là mùa mưa, nó úng, thứ hai nó chua đất. Mình trong chân dây thì sợ nó không lên. Mình nếu mà làm thì chân dây làm cạn cạn thôi, sơ sơ thôi. Đất thì đất bên trong thì không bao giờ tốt bằng cái đất ở trên đâu nhá. Đất ở trên thì nó tốt, nó có phân. Cái thứ hai nó đất nguyên chất của nó vẫn đẹp. Đấy. Bên trong thì nó đất đỏ thì không bao giờ có phân. Tại vì đất này nó đất xoáy không bao giờ lên. Đào thì đào cạn cạn là nó lên. Đấy, trong chân dây. Đào sâu quá bên trong thì toàn đá không làm sao lên. Thì mình làm thì làm sơ sơ qua thôi. Sau này thì chân dơi mới lên được. Đào sâu như này giống như mình đào cho cô quý. Cô quý bảo là mình đào cho nó thì sâu quá. Thì sợ thứ nhất là chua đất này. Cái thứ hai nữa là mưa quá thì nước thì nó đứng vào cho cái hố chân dơi mình sau này thì nó úng thì chết chanh dây của mình. Đấy. Mình cũng review sơ cho mọi người xem thôi, còn mình thì chưa bao giờ biết đâu. Tại vì giống chanh dây á
mình trồng nó mùa mưa thì nó dễ chết lắm, thì sao cái rễ của nó không chịu 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 nước. Đấy. Rễ nó con nhỏ thì to thì không cần phải nói rồi, nó lớn rồi thì nó ăn nhiều nước nó mới khỏe được cây. Cái này sầu riêng nha mọi người. Sầu riêng này cực kỳ là đẹp luôn. Khu bên này trong xây cây sầu riêng thì hợp lắm. Đây. Mới trồng được năm ngoái thì đã lên được tầm đây rồi. Lên được tầm này thì mình cũng lo rồi, khoái lo rồi. Lần trước thì chưa lên thì sợ nó chết cây sầu riêng. Bây giờ đã lên ngọn như này thì mình chỉ cần là lo phân với là thuốc là nó lên ngay nhá mọi người. Thôi nhá mọi người, mình hay dừng lại cái clip ta đây. Mọi người thấy hay và nhớ like và đăng ký kênh của mình nhá. Thì mình cũng thấy video này dài rồi thì mình cũng đi làm. Bye mọi người nha.